Xin chào các anh các chị, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ thu hoạch những cái quả ớt chín này cả nhà. Những quả xanh to thì mình cũng sẽ thu hoạch luôn. Thì cái ớt mà hôm vừa rồi mình bón phân ý, thì nó cũng đã thấy nó tốt hơn, xanh hơn cả nhà. Bây giờ mình sẽ thu hoạch những quả ớt chín này. Xin mời cả nhà cùng theo dõi mình thu hoạch ớt nhé. Cái quả ớt bé như này thì thu hoạch nó hơi lâu cả nhà. Cẩn thận không cay tay ấy. Đây, thu hoạch cái ớt này về sau đó mình làm một lọ ớt muối cả nhà. Mình xóc lên cùng với muối để ngâm vào đấy, nó không bị hỏng. Con này là cái bát này mẹ để vào ấy. Xa quá. Cây kìa, đằng sau con nhỉ? Từ nãy giờ mới được bằng này cả nhà. Một tí xíu này. Cũng được một lọ bé rồi đấy cả nhà. Đây, bây giờ chuyển sang cây bên này. Đó. Mẹ cho con cho vào. Mẹ ta xuống đây. Rồi, ok. Sắp thôi.
mấy cái quả cà này cả nhà. Thu hoạch sau đó để nhổ bỏ những cái cà này đi. Nó già rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cắt về để làm giống. Quả này sẽ bổ ra lấy hạt cho phơi khô để làm giống để gieo cả nhà. Cái quả này cũng già rồi, không lớn được nữa. Đây, trong đây có một quả to nhất đây, bự nhất. Giờ mình sẽ cắt quả này nữa. Sau cái cây này thì mình sẽ giữ lại. Nó vẫn đang ra quả non. Đây, quả này to nhất này cả nhà. Được một găng 20 phân. Thế là đã được một bữa trưa, được một lọ ớt muối rồi cả nhà. Đây, bây giờ em sẽ cho ớt vào trong lọ để làm ớt muối này. Đây, ớt em cho vào trong lọ này. Sau đó em sẽ cho muối vào, xóc đều lên. Đây, bây giờ em sẽ xóc lên cho cái muối nó được đều. Đấy, cứ xóc đều lên như thế cả nhà. Đấy, như vậy là mình đã xong được cái một lọ ớt muối thơm ngon để ăn rồi cả nhà. Thì video của em xin phép được kết thúc ở đây. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong những video lần sau.